7, tháng của sự nghĩa tình, tháng của sự tri ân, nhớ về cội nguồn và những ký ức hào hùng, bất khuất và cả những mất mát của những người mẹ Việt Nam anh hùng. Lòng biết ơn, xen lẫn sự cảm phục sâu sắc càng khiến chúng ta thêm tự hào về những người mẹ này, những người đã từng nén cơn đau, gạt nước mắt để tiễn chồng con lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ đất nước. Và để tri ân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 này, các phóng viên nhí cùng đến thăm một người mẹ vĩ đại, đó chính là mẹ Doãn Ngọc Trâm, mẹ của anh hùng liệt sĩ Đặng Thùy Trâm. Dạ, con chào cô ạ. Bọn con là các phóng viên nhí, hôm nay đến đây là muốn thăm hỏi và trò chuyện cùng gia đình mình. Đến đây thì bọn con cũng có chút quà muốn gửi tặng cụ. Chúc gia đình mình luôn dồi dào sức khỏe ạ. Dạ cụ ơi, hiện nay thì bọn con được sống trong thời bình là nhờ ơn của các chiến sĩ đã bảo vệ được đất nước. Vậy cụ cho con hỏi, chắc là ngày xưa chúng ta sống khổ cực lắm đúng không ạ? Khổ cực nhất là không được yên thân lúc nào. Lúc nào cũng phải chạy bom, vừa làm việc vừa coi chừng không có tiếng còi báo động là phải chạy tránh bom. Thế là khổ nhất lúc đấy, không được yên mà học mà hành hoặc làm cái gì khác. Bất kỳ học hay chơi đều phải chú ý để mà đi tránh bom. Thế bây giờ ở trong Hòa Bình không có cái chuyện đấy nữa, chúng cháu tha hồ, tự do hoạt động. Thưa cụ, cháu thấy những người học ngành y thì thường sẽ học những môn tự nhiên và khá khô khan. Nhưng cô Trâm thì ngược lại, vậy khi đi học, cô Trâm có thích môn văn không ạ? Có chứ. Thùy Trâm rất là thích văn. Không những thích văn, còn giỏi văn. Và còn có sinh hoạt những nhóm văn nghệ riêng ở trường. Thế và đã từng được nhiều giải thưởng về văn. Trong đấy có phải giải thưởng toàn quốc về văn. Cụ ơi, lớn lên trong gia đình có bố và mẹ làm ngành y. Cô Đặng Thùy Trâm chọn ngành vì yêu thích hay vì truyền thống của gia đình ạ? Thực ra thì chính là ngành yêu thích là ngành văn. Vì nó ngày xưa học rất là giỏi về văn, đã từng đi thi văn toàn quốc. Nhưng mà bố mẹ và gia đình khuyên là văn thì có thể từ từ suốt đời phục vụ được. Nhưng mà chiến tranh chỉ có một. Nên hiện nay thì con phải cố gắng đi học ngành y để phục vụ được trực tiếp hơn. Còn chuyện văn để lại sau này cũng vẫn còn kịp. Cô ơi, bác sĩ Trâm luôn là một tấm gương sáng để mọi người noi theo dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Vậy cụ có thông điệp nào muốn gửi đến các bạn trẻ hiện nay khi mà các bạn ấy gặp khó khăn, thử thách không ạ? Tôi nghĩ là ngày nay các bạn được yên tâm học tập và nghiên cứu các loại thì có lẽ lúc nào cũng phải có ý thích về cái ngành nào sẽ đi sâu vào ngành đấy để yên tâm và nghiên cứu. Chứ không như ngày xưa thì suốt ngày lo tránh bom, không biết tương lai sẽ như thế nào. Dạ, cảm ơn cụ ạ. Hôm nay con sẽ tặng cô bà một bài hát rất là ý nghĩa. Bài hát đó mang tên Màu Hoa Đỏ ạ.